Sin Chao Cat Van. Today is Sunday, May 2nd. Oh, May 3rd, man. Or May 3rd. Huh? May 3rd, it's good. May 3rd. Chân sườn, cái sườn này các bạn, như là sườn, sườn không chịu nước đem nấu canh, sườn không đó, sườn á, mời luôn các bạn, đó, chân sườn với cà chua, với bít bơ, mứt ngồi, với tôm kho, tôm kho ngọt mặn, tôm kho ngọt mặn. Cái món này là món gì? Bacon. Thịt thịt heo muối, thịt heo muối mặn. Có bỏ mật ong chưa? Chưa bỏ mật ong. Ở đây cái món này là món truyền thống của Việt Nam nè. Cái món này là món bắp xào đấy các bạn. Lúc trước mình về Nha Trang á. Về Nha Trang. Homegrown onions. Homegrown onions. Là bà xã dùng cái bắp xào này nè. Cầu cá. Cầu cá Nha Trang á. Cầu cá rồi bà xã. Đứng đợi cả lâu mà ta không có câu cá, bà xã chỉ cần thả cần câu xuống là có cá ăn liền. Pepper. Đó, cho nên pepper. Pepper.
ăn mấy bạn không tưởng là mình không uống. Tối rồi. Yeah. 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 Right, back.
nổi rồi không thì xả vậy mà làm cái sao biết mấy nhỏ rồi tạo nhỏ làm hết cái tội lá mà well.
nếu mà làm như bên đây á, ưu tiên cứ người quẹo, người quẹo trái người phải á, ưu tiên cho họ, để cho họ quẹo trước hết. Thank you.
trí không có, cảm thấy nguồn cung nó thấp. Trump. Bảo trọng. Bảo trọng.